Duyên làm bánh dữ quá cho nên bây giờ gia đình Duyên cứu trợ cho Duyên nè, chị Duyên cho Duyên súp nè. Ôi, không to là đói mèo. Đây này là đồ cứu trợ không đấy? Vì Duyên lo làm bánh à, làm quá trời bánh luôn, rất là busy luôn. Và còn đang nướng một mẻ bên này nữa nè. Trời ơi, cái này nè. Duyên làm được mấy mẻ xong hết trơn rồi nè. Oh my god. Rồi, đây trứng Duyên cũng cạn kiệt luôn. Oh my god. Bây giờ xin ăn đồ cứu trợ thôi. Cái này là cái gì ngon quá dạ. Giống như cô cũng hấp dẫn nha. Còn cái món này món gì đây cũng hấp dẫn luôn. Súp. Ui, bánh, ui bánh này ngon nha. Làm đuối luôn, như chết chuối luôn. Đồ cứu trợ. Cảm ơn chị hai đã cứu trợ em. Cái bụng dở mang luôn. Cái này là tôm. Cái này là cánh đại chiên nha. Ăn lát, ăn lát. Cái này á, kem rất là ngon, không ngọt, mềm, béo. Cái vỏ ngoài nó cũng giòn luôn, chất lỏng. Xong đây. Bây giờ ăn xong rồi chuẩn bị lại làm tiếp đây.